Rồi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình nha. Nay tiếp tục về đất Vuông Tôm để quay ảnh bà con quê mình thu hoạch lúa nha các bạn. Rồi, em mấy các để người còn lết đang làm việc nè. Ngày mình lại trễ quá nên mới vô cắt hết một khu rồi. Còn lam cuối nè, bữa nay nắng nó hơi chói nên cái màu sắc của video nó cũng được đẹp, không được đẹp nha các bạn. Xa xa thì máy đang tiến qua cái bờ bên này để cắt này các bạn. Mình thấy có mấy chỗ người ta cắt xong, người ta đang đốt gom nè, đồng để chuẩn bị bơm nước vô nuôi tôm nha các bạn. Đây tôm cua lúa. Rồi đất chỗ này cũng chu ăn nè. Cảnh này đúng thật sự là cảnh quê luôn nè các bạn. Có khói đốt đồng và anh em máy cắt mình đang làm việc nè. Đây thường ta trồng TT24 với FBT FCB nghe các bạn. Giống lúa đây, giống lúa RVT nha các bạn. Giá hiện tại cân tại ruộng luôn là 7.500. Bằng với ST25 ở dưới lô 2 nha các bạn. Lô 2 thì ST25 chỉ có 7.500 à. Còn khúc ở trên kênh Quảng Di này thì ST25 thì được 8.200 cho đến 8.400 tùy theo cái sự giao dịch của chủ ruộng với cò. RVT thì lâu lắm rồi mình cũng ít có gặp nha các bạn. Ở đây người ta trồng rất là nhiều giống. Thường giống chính ở trên đây là ST25 rồi FCB. FCB thì có số hộ cũng trồng. Giống này là RVT. RVT thì cái lá với cái màu sắc của lúa rất là đẹp nha các bạn ơi. Thì dàn lúa này mình nhìn thấy cũng khá là đẹp. Ở trên đây người ta trồng lúa chúng hơn ở đất ở bên mình. Bởi vì đất bên mình trồng 3 vụ trên 1 năm. Còn đây là năm chỉ có một vụ lúa với vụ tôm nha các bạn.
mới qua mấy vòng thì mình cũng đã thấy cái khu này cũng gần banh rồi nha các bạn ơi. Này chỉ còn khoảng 3 đường cắt nữa là sẽ dứt luôn cái ruộng này, phần còn lại là phần xứ cù, chỗ nào khó cắt hoặc là cắt chưa hết á quay lại đó xử nha. Thường là những chỗ khó cắt thường là mình để cù lại, cái dễ mình sẽ cắt trước để đảm bảo cái độ rủi ro cho anh em mình cũng như là độ an toàn cho nông dân mình nha các bạn. Đúng rồi, đúng cái là anh em mình không có việc mà bà con mình cũng không có thu hoạch được lúa. Xa xa máy mình cũng cắt căn bản là 90% rồi các bạn, còn bỏ đường này cắt xuống ra hết, còn quay lại bên đây mình sẽ cù cận cảnh đường cắt cuối cùng coi anh em mình cắt sao nghe các bạn. Lúa này khá là đạt nha các bạn ơi, công tại vì từ 18 đến 20 bao, đất ở đây cũng tương đối dễ cắt. Tiến hành cắt lúa bắt chim tôm.